Trong buổi họp định kỳ, Kiến đi xem đã hỏi về tình hình vận hành của công ty. Các nhân viên Kiến cho biết có một vấn đề phát sinh là sân kho quá bụi, gây ảnh hưởng đến hàng hóa và sức khỏe của mọi người. Trước tình hình đó, Kiến DCM quyết định sử dụng nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy để tưới sân kho vào mỗi buổi sớm nhằm hạn chế bụi. Một tháng sau, Kiến DCM nhận được phản hồi nhờ việc dùng nước phòng cháy chữa cháy tưới sân kho mà bụi trên hàng hóa bớt đi rất nhiều, nhưng cũng vì thế mà chi phí tiền nước lại tăng tới 2 triệu đồng, tương đương với 200 mét khối nước, gấp 3 lần so với các tháng trước. Vấn đề phát sinh chi phí khiến DCM yêu cầu cả nhóm cần đưa ra giải pháp để khắc phục tình hình ngay lập tức. Trong lúc ai cũng đang đăm chiêu suy nghĩ mà chưa có sáng kiến gì hay, thì bỗng ngoài trời đổ mưa rào, khiến trưởng ca chợt nảy ra ý tưởng. Sếp ơi, tại sao mình không dùng nước mưa phục vụ cho hệ thống phòng cháy chữa cháy và nước sinh hoạt của kho? Kiến DCM hào hứng, ý này hay đấy, vậy em viết ra phương án và tính chi phí để anh xem nhé. Ngày hôm sau, Kiến trưởng ca đã đưa ra bản chi phí mà Kiến DCM yêu cầu. Tổng chi phí lắp đặt đường ống thu hồi nước mưa và đường ống dẫn lên bồn để dùng cho sinh hoạt là 7 triệu đồng. Còn lắp đặt đường ống thì các anh em trong công ty có thể tự tháo lắp mà không cần phải gọi thợ ngoài. Tuy nhiên, trước thực tế nước mưa có tính axit, nó sẽ ăn mòn hệ thống phòng cháy chữa cháy, Kiến trưởng ca đề xuất kế hoạch dự phòng. Nếu không dùng nước mưa hoặc nước mưa không đủ để cung cấp cho hệ thống vào mùa khô thì có thể thay bằng phương án dùng nước giếng. Kiến trưởng ca liền trình bày chi phí lắp đặt của mình. Theo đó, tổng chi phí ban đầu để khoan giếng là khoảng 13 triệu. Nếu sử dụng máy bơm để hút nước thì mất 3 giờ để đầy bể 200 mét khối nước. Tiền điện phải chi trả cho công suất máy bơm là 9 kW, tương đương với 18.000 đồng. Như vậy, một tháng chỉ mất thêm 18.000 đồng tiền điện so với 2 triệu tiền nước như trước, thật là quá tiết kiệm. Nghe xong đề xuất của Kiến trưởng ca, Kiến DCM đã duyệt và cho triển khai ngay tức khắc, bởi nó rất hữu ích, rất có tính học hỏi và sáng tạo.